hôm nay Mitomi nhận một cây đàn X50 trong tình trạng bị nổ phím. Dạ, phím kêu phím không, liệt nhiều phím. Dạ, chúng ta sẽ cùng kiểm tra nó phải gì không. Rồi, đàn đã khởi động lên. Hiện tượng phím lại bị dính với nhau. Hai mặt phím cho cái đàn này. Đây, bộ mặt phím của Mitomi. Giờ mình sẽ tiến hành tháo đàn. Mở xong cái đàn. À, con ốc cuối cùng. Đây, ốc cuối cùng đã được mở. À, ok. Sau khi mở hết ốc, chúng ta kiểm tra lại cái đàn có được thở ra chưa. Đây, đã nhắm cái tay lên đó, nếu cái đàn nó lên rồi là chúng ta ốc đã mở ra hết. Ok, và cái đàn này các bạn ở nhà mở đàn thì nên mở cái đàn trong tư thế như thế này để các thuận tiện cho việc sửa chữa mặt phím. Chúng ta nếu không có dụng cụ này của Mitomi thì mình sử dụng một cái khăn để thay thế vào, ghim vào các cạnh của cái đàn. Chúng ta sẽ tiến hành thay cái mặt phím này bằng bộ mặt phím của Mitomi. Trước khi là phải mở ốc này, có hai móc đây. Xong đây, với cái rắc. Bắt đầu từ đây. Những cái mặt phím này sẽ có những cái chốt để gài. Rồi, hai tay ta một tay dựng lên. Một ngón này sẽ chịu cái chốt, vừa ngón tay này chịu lực kéo ra, kéo nhẹ thôi nha. Ok, một bên rất dễ. Cái bên này luôn cũng vậy, cũng ngón này ta sẽ chịu lực vô, ta đã nhắn, vừa nhắn vừa kéo ra. Đây, hiện tượng là cái đàn này do bị hư nhiều, mặt đen. Đây, những cái mặt này nó bị ẩm lâu ngày quá nó sẽ bị xuống cấp. Than của phím này cũng sẽ bị mòn. Để đầu tiên chúng ta phải tháo cái mặt phím, sẽ có những cái rắc ở đây, nhưng mà sẽ tiến hành tháo những cái rắc này. 1 2 3 4 5. Đây, tập thức chúng ta tháo ra. Nó có cái ngàm nha. Chúng ta sẽ kéo ra, hai ngón tay đã kéo ra. Đây, kéo ra. Ok, chúng ta lấy cái mặt ra nha. Với cái bộ mặt phím này là chúng ta sẽ xong sử dụng lại cái sợi dây này nữa. Đây, sợi dây này nó sẽ thay thế bằng sợi dây này có bên trong này cho mình. Cắm vào.
giặt thì giặt cứng nha, vậy tốt luôn. Bên này cũng từ từ như vậy. Ok, cái bộ mặt này chúng ta sẽ còn lại 3 giây nữa. Đây, ta cắm cái dĩa bự này trước đi. Chúng ta sẽ cắm cái dĩa bự này trước nha. Chú ý là cái bên đây nó có cái mạo. Đây, chúng ta sẽ cắm ở phía bên đây. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Chú lại nha, nó sẽ vào bên đây. Đây, từ từ quan sát kỹ các dây nha. Nó sẽ vào cái lỗ hết đấy. Chú ý đập bớt cho nó xét. Nếu bớt không xét là dây sẽ bị văng ra. Ok, tiếp tục. Cái này màu trắng ở đây. Rồi, rõ không? Nó sẽ văng phía bên này nha. Bớt đâu lại. Cái này đây. Kéo ra. Vậy tuyến màu trắng này nó sẽ nạp tiếp lại. Đuổi. Đây, chúng ta đã kết nối trong cái dây lên nhà thì sẽ lắp vào bàn phím. Trước khi lắp cái mặt phím này vào cái đây, vào bàn phím ta phải kiểm tra lại cao su xem nó đúng vị trí chưa, và xem cái cao su của mình có bị bụi hay là một cái vật gì nằm trong đây không. Đây, đây nó phải kiểm tra cái mặt phẳng cao su này nó phải bằng, nó không được nghiêng. Kiểm tra cẩn thận không gắt một tay nó dựng ở đây nha, ở ra khoảng cách này, khoảng cách của phím này không được cọ vô hết thì nó sẽ cân bằng. Đây, bây giờ chú ý là cái chỗ mặt này nó sẽ có một cái ngạn chỗ này, đúng vị trí này trước, là những vị trí khác sẽ tự động vào đúng vị trí. Đây, đây nhấn mạnh quá. Nghe cái cốc ok. Quý nha, phải vô cái ngạc này nè. Ok. Rồi, bắt đầu test luôn. Sau khi đã gắn xong, chúng ta sẽ gắn vào cái dây này. Mặt đã test lại một cái nha, mình phải bắt đầu gắn dây sao. Rồi. Tốt nhạc đẹp.
tính đánh hợp âm luôn đúng không? Ok, sau khi đã test xong là sẽ tiến hành lắp chắc chắn lại nha. Đây mình sử dụng một cái này đây. Trong rút này vẫn kêu nha. Em rút đi, rút ngay vị trí này một cái. Rút vị trí gần đây một cái. Xài 3 giây rút là đủ rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái rút loại này là chỉ 30 mm x 100. Đây, rút của chị nha. Tiến hành bắt hàng ốc đây. Rút luôn cái con bên kia luôn đúng không? Giữa không? Không, không. Giữa con giữa nãy á, con giữa nãy anh mê mấy chị á. Bên gì lớn á, đó. Rồi, kiểm tra lại bạn nữa nha. Kiểm tra lại cái tạc cho nó sát. Đây. Chúng ta tiêm tra một lần nữa và sẽ đóng nắp. Phím mình có thể gỡ cái bàn phím này ra, gửi về công ty mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo bàn phím này ra. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái rắc qua mặt trong phím đây, cái rắc này rút qua nhẹ thôi nha. Cái
tiếp theo chúng ta sẽ tháo sợi dây đây. Ô, sợi dây này sẽ dính vào cái bàn phím. Chúng ta tháo tới phía đây, có kèm không? Đúng vị trí này. Hai vị trí, giờ đây nó. Chúng ta để cho nó dây nó xuống phía dưới. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành mở con ốc này. Có một con ốc này. Chúng ta nhớ cầm một cái tay ở đây nha. Rồi. Tháo ra, gắt dậy. Đây là bàn phím mình đã tháo ra. Anh em nên muốn ghé đi về công ty Mitsumi thì nên đóng rõ lại cho cẩn thận. Dạ, chúng ta nên lấy giấy bao bọc phía ngoài để hạn chế gãy lúc vận chuyển. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một bàn phím. Đây. Vào một cái đèn này, 750. Và chúng ta sẽ cầm ở đây nha. Đây phải. Cầm một vị trí này. À, đặt nhẹ. Đặt vào bao. Đặt vào chú ý quan sát hai cái đầu. Đây, bên này, quan sát bên này. Bên này nó hai vị trí, cho nó ngay giữa. Kiểm tra xem có bị dị đẹp như lên không. Ok, chúng ta sẽ bắt nó. Bằng phím rồi. Nó gắn lại cái vị trí này. Chờ lại xem bằng phép là chạy chưa. Xin chào các bạn, các bạn mình đã hướng dẫn các bạn về cách sửa, thay, tháo và lắp ráp bàn phím Mitsumi. Xin chúc các bạn thành công nhé. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitsumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.